Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu, hay còn gọi là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn và cập nhật kiến thức về công nghệ cho một cái thiết bị mà những cái xe đời mới hiện nay nó đều có trang bị sẵn. Đó chính là Quickship. Quickship có nghĩa là gì? Có nghĩa là sang số nhanh mà không cần phải bóp côn. Điều đó có nghĩa là sao? Khi bạn sử dụng cái bộ Quickship, bạn chỉ việc vặn ga và vẫn cứ giữ ga đó, đá số lên mà không cần phải hãm bỏ bớt ga hoặc là phải bóp côn. Bạn hiểu vấn đề chưa? Nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều lần so với động tác thông thường của bạn. Đó chính là phải bóp côn, thả ga lên số rồi dặn ga lại. Thì với Quickship bạn chỉ việc một ga và dặn, sau đó chân cứ đá thẳng. Thì khi đó tín hiệu từ bộ xử lý, một cái cảm biến ở trên cái cần số, nó sẽ truyền trực tiếp tín hiệu về ECU, có nghĩa là cái xử lý để nổ máy đó, thì nó sẽ ngắt cái tín hiệu lửa truyền vào động cơ ở cái một cái setup zin của hãng sẽ rất là nhanh. Thì khi đó số sẽ được cho phép lơ một cách nhẹ nhàng mà không ảnh hưởng gì tới máy móc của mình. Đó chính là nguyên lý hoạt động. Và bây giờ mình sẽ mổ xẻ thử ra nó như thế nào. Và đây, trên hình là cái cần số của một chiếc Ducati Panigale. Với những cái cần số mà có Quickship, bạn sẽ chú ý là trên cần số luôn luôn sẽ có một sợi dây điện và một cái thiết bị nằm trên đó. Đó chính là điều để dễ nhận biết ra là xe này nó có Quickship hay là không. Thì với cái chiếc Ducati Panigale này thì Quickship của nó sẽ là như thế này. Đây, tôi đã tháo con ốc nó ra. Đấy, để tôi xem thử bên trong bộ Quickship này có cái gì. Thì bên trong này sau khi tháo ốc ra, nó sẽ gồm có một cái mạch. Thật ra nó là cái công tắc nè, mình có thể bấm. Bấm, bạn nghe tiếng ha. Nó chỉ là cái công tắc mà thôi. Thì khi mà chúng ta đá cần số, trong này nó sẽ có con ốc chỉnh. Mỗi lần mà chúng ta đá, cái cần số nó sẽ kéo cái con ốc bên trong và sẽ làm cho cái công tắc này nó tắt mở. Thì khi cái thao tác của mình càng nhanh thì nó sẽ ngắt càng ít, còn mình đá chậm nó sẽ ngắt nhiều. Đó là tùy vào thao tác của mình. Nhưng mà cái nhược điểm của nó trên những chiếc xe zin mà có trang bị cái Quickship này á, thì nhược điểm của nó chính là cái gì? Là mình không có thể nào mình set up nó được, nghĩa là nó mặc định vào trong xe. Thì như vậy sẽ câu hỏi đặt ra là với những chiếc xe đời cũ thì làm sao có thể gắn được những cái thiết bị Quickship này. Thì trên thị trường nước ngoài người ta sẽ bán những thiết bị điện tử gắn riêng. Lúc đó nó sẽ có một cái cảm ứng, nó không phải kiểu công tắc như thế này mà chỉ là một cái cảm ứng lực. Nó sẽ gắn lên vào cái cần số. Thì khi cái cần số của bạn đung đưa, nó sẽ coi như là bạn đang đá số và nó sẽ ngắt điện tới mô bin sườn. Nó hay hơn những cái xe zin, những cái thiết bị zin là gì? Đó chính là mình có thể tinh chỉnh được cái thời gian ngắt của tần số, hoặc là ở cái vòng tua nào thì ngắt nhiều, vòng tua nào thì ngắt ít. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm hoặc là làm quen với cụ thể người lái, cái cách thói quen người lái chạy xe như thế nào, sẽ giúp cho người ta sang số rất là nhanh. Đó chính là cái công nghệ sang số nhanh Quickship. Sang số không cần phải bóp côn hay hạ ga, chỉ một ga dặn, sau đó chúng ta cứ việc đá số lên mà thôi. Đấy, đó chính là cái công nghệ Quickship của Ducati. Và bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem trên chiếc xe Ducati như thế này. Đây, các bạn có thể chú ý nhé, tôi sẽ không sử dụng tay côn. Tôi có thể lên số liên tục mà tôi không cần phải xả ga ra hay gì hết, chỉ việc một ga dặn và đá lên thôi. Tôi sẽ làm lại thêm một lần nữa cho các bạn xem nhé. Chúng ta chỉ cần vào số 1 thì dĩ nhiên đang đứng tại chỗ, muốn vào số 1 thì phải bóp côn thôi.
Chào các bạn, hẹn gặp lại lần sau.